Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vietan.tv. Hiện tại thì trên tay Lâm đang là một chiếc vỏ bình 20 lít. Và vỏ bình này thì thường được làm bằng nhựa PET hoặc là nhựa PP. Những chiếc vỏ bình thì thường chúng ta sẽ sử dụng để đựng nước uống. Chính vì vậy mà vật liệu để sản xuất ra chiếc vỏ bình này phải đảm bảo là 100% nhựa nguyên sinh. Vậy thì quy trình để sản xuất ra một chiếc vỏ bình 20 lít như thế này sẽ diễn ra như thế nào? Để sản xuất ra một chiếc vỏ bình 20 lít thì không quá phức tạp. Tuy nhiên, yêu cầu bắt buộc là chúng ta sẽ cần phải có những chiếc phôi bình như thế này và máy thổi vỏ bình. Phôi bình thì có rất nhiều loại, ví dụ như loại phôi 55620 với kích thước là 370mm và nặng 620g, loại phôi 55640 với kích thước là 370mm và nặng 640g. Loại phôi này thì sẽ sử dụng để sản xuất ra vỏ bình 19 lít. Loại phôi 110480 với kích thước là 283mm và nặng 480g. Loại phôi 110550 với kích thước là 283mm và nặng tới 550g. Loại phôi này thì sẽ sử dụng để sản xuất ra vỏ bình 20 lít. Các loại phôi bình này thì được cung cấp rất rộng rãi trên thị trường và chúng ta có thể dễ dàng mua được chúng. Chắc hẳn là nhiều quý vị hỏi là chúng ta có thể tự sản xuất ra những loại phôi bình này được hay không? Thì có quý vị nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đầu tư thêm một chiếc máy ép phôi bình nữa. Mà chi phí để đầu tư máy ép phôi bình thì khá lớn. Mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đủ quy mô cũng như chi phí để chúng ta có thể đầu tư hẳn một chiếc máy ép phôi bình. Bởi vì vậy, với các doanh nghiệp mà sản xuất đồ uống đóng bình thì chúng ta nên lựa chọn mua phôi bình có sẵn ở trên thị trường. Máy thổi vỏ bình là một thiết bị công nghiệp chuyên dụng với thiết kế gồm hệ thống gia nhiệt, hệ thống thổi và các thiết bị phụ trợ khác. Với chức năng để sản xuất ra vỏ bình 20 lít có công suất từ 120 cho đến 300 bình mỗi giờ. Máy thì ứng dụng công nghệ đun và thổi khí để có thể tạo hình cho vỏ bình theo hình dạng khuôn. Máy rất dễ sử dụng và dễ vận hành. Hiện nay thì có dòng máy thổi bán tự động và máy thổi tự động để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn sử dụng. Máy thổi vỏ bình thì ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy trình để sản xuất ra một vỏ bình 20 lít sẽ diễn ra gồm có 4 bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ phải cài đặt nhiệt độ trong hệ thống máy gia nhiệt theo kích thước và trọng lượng của từng loại phôi bình mà chúng ta sử dụng. Bước 2 là chúng ta sẽ đưa phôi bình vào trong các cái đầu cắm của hệ thống máy gia nhiệt và tại đây thì phôi bình sẽ được giãn nở đều. Bước 3, sau khi phôi đã được gia nhiệt thì chúng ta sẽ đưa phôi này sang khuôn của hệ thống máy thổi và ở tại đây thì khí từ máy nén khí áp cao sẽ đi qua hệ thống đầu thổi để mà thổi vào khuôn, làm biến dạng phôi theo hình dạng khuôn. Bước 4, sau khi kết thúc quá trình thổi thì chúng ta sẽ đưa bình thành phẩm ra ngoài. Có một lưu ý với tất cả quý vị và các bạn khi sử dụng hệ thống máy thổi vỏ bình bán tự động. Đó là sau khi mà phôi được gia nhiệt tại hệ thống gia nhiệt xong thì phôi rất nóng, cho nên chúng ta sẽ cầm ở tại cổ của phôi như thế này để tránh bị bỏng quý vị nhé. Chúng ta không nên cầm ở thân của phôi. Vì ở đây thì thân của phôi rất là nóng và chúng ta sẽ dễ dàng bị bỏng tay đấy ạ. Với những thông tin trên thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã hiểu hơn về quy trình sản xuất ra vỏ bình 20 lít. Nếu quý vị và các bạn vẫn còn thắc mắc, cần tư vấn giải đáp thì vui lòng comment ở phía bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.